Châu à, anh đây. Em biết anh nói vậy chỉ để động viên em thôi. Bởi vì ngay cả chính em còn cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Tất cả những chuyện đã xảy ra không nói lên điều gì cả. Em là một cô gái tốt, rất tốt. Không chỉ riêng anh đâu, mà tất cả mọi người đều coi như vậy. Không, không đúng. Vì ngay cả khi em chưa bi đát thế này, anh cũng đâu có yêu em. Không phải như thế đâu em. Vậy anh có từng yêu em không? Khi chúng ta ở bên nhau, có bao giờ anh thật lòng yêu em không? Có. Anh có yêu em.